Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì hôm nay là Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn căn nhà 4 tầng nằm trên đường Tô Thúc Thuyết nha. Giờ ở đây có cái mái che nên chúng ta không thấy được, thì lúc nào Thắng sẽ quay cận cảnh hơn. Thì cái nhà có một cái địa chỉ là 141-18C đường Tô Thúc Thuyết, phường 15 quận 4 nha. Và đây là cái đường trước nhà nè mọi người. Đó, thì như mọi người thấy đây là cái sân này là chúng ta có dư thêm một mảnh đất để nó dài ra tuốt ngoài đó luôn nha. Và chúng ta có thể lập lại sân là sân để xe chúng ta luôn. Và ở đây là chúng ta có thêm một cái cửa nè mọi người. Đó, đây là cái cửa này chúng ta có thể mở ra được. Tại nhà chúng ta là góc hai mặt tiền hẻm mà. Đó, thì bây giờ là Thắng sẽ đi vô bên trong, Thắng quay bên trong căn nhà cho mọi người nha. Thì nhà mình có một cái diện tích á, bề ngang là 5m4, bề dài là khoảng 7m. Đó, nở hậu ra là được khoảng chừng là 8m4. Đó, là kết cấu là 3 lầu và giá chủ nhà đang kêu là 7 tỷ rưỡi nha mọi người. Đó, và nhà này là hướng đông nam nha. Thì đây là cái khu vực phòng khách nè. Đó, như mọi người thấy đây là khu vực phòng khách. Nó chủ nhà trang trí rất là đẹp luôn nha. Trần thì là đổ cao khoảng 3m tới 3m4 và cũng có dạng như là đổ la phong. Đó, và tông chủ đạo là màu trắng và màu xám nha. Đây là khu vực phòng khách. Như mọi người thấy không? Rất là rộng luôn. Thì nhà kiểu như là nở hậu ra tới 8m luôn nè. Đó, còn đây là cái khu vực mà khu vực bếp. Đó, đây là khu vực bếp nha mọi người. Ở đây là chúng như mọi người thấy là chúng ta có thể để được bàn ăn, tủ lạnh hay là lò vi sóng đó. Vẫn còn dư rất nhiều chỗ nha. Và bếp á, là dạng bếp như là bếp đá hoa cương, xây dạng theo chữ L và bếp âm, bếp từ đó mọi người. Và có đầy đủ nội thất cơ bản như là tủ và máy hút mùi nha. Đó. Thì đi ra ngoài đây là chúng ta có thêm một cái sân nhỏ ngoài đây. Thì theo như mình thấy cái này là giếng trời nè. Đó, đây là khu vực sân và giếng trời để thông thoáng hết nguyên căn nhà luôn nha. Đó, nhà rất là rộng và đẹp luôn nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng ngó lại một vòng xung quanh bếp nha. Đó, đây là bếp. Và đi lên kia là phòng khách. Và đi ở đây, đây là cái sân của nhà chúng ta nè mọi người. Đó, đây là cái sân riêng của nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tới cái khu vực cái phòng ở cuối cho mọi người cùng coi nha. Đó, đây là cái khu vực trong phòng nè mọi người. Vì trong đây có bà đang ngủ cho nên mình sẽ quay nhưng mà mình sẽ nói chuyện thật nhỏ nha. Đó, đây là xung quanh phòng. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài không làm phiền bà ngủ nha. Ở quên, trước khi lên lầu 1 á là mình sẽ quay thêm cái khu vực toilet nữa cho mọi người coi. Rồi nãy có quên quay nè. Đây là cái khu vực ở dưới. Ở đây chúng ta có thể để được hai cái máy giặt nhỏ nha. Đó, và đây là khu vực nhà vệ sinh nè mọi người. Đó, như mọi người thấy nhà vệ sinh rất là lớn luôn nha. Đây, nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi lên khu vực lầu 1 quay cho mọi người cùng coi nha. Thì bây giờ là mình đi tiếp lên khu vực lầu 1 nè mọi người. Như mọi người thấy á, là cầu thang thì được lót một đá hoa cương. Tay cầm á, thì là bằng gỗ và được lót kính cường lực nha. Đó. Thì cầu thang nằm ở cuối nhà cho nên là sẽ phân ra các phòng ở bên ở một góc hết luôn nha. Thì như mình thấy á, là sơ bộ là chúng ta có gồm khoảng 3 phòng và một toilet. Thì bây giờ là Thắng sẽ đi quay cái khu vực toilet trước cho mọi người coi nha. Đó, đây là cái khu vực nhà vệ sinh nè mọi người. Như mọi người thấy á, là nhà vệ sinh rất là lớn luôn nha. Nó cực kỳ lớn luôn. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ quay tiếp các phòng còn lại nha. Thì như mọi người thấy là hiện tại là chúng ta đang có 3 phòng. Thì mình sẽ quay cái phòng ở gần nhất trước. Đây, đây là cái khu vực phòng. Đó, phòng rất là lớn luôn. Phòng rất là lớn luôn. Đây có thể để một cái giường. Và ở đây là chúng ta có thêm một cái tủ âm tường nữa mọi người. Đó. Còn có thể để được thêm một bộ bàn máy tính, bàn trang điểm này nọ, vẫn còn dư rất nhiều chỗ nha. Và cả tivi, dạng karaoke này nọ. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra cái khu vực ban công để quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là cái khu vực ban công của cái phòng này nè. Đó. Còn đây là cái sân trước nhà chúng ta nè mọi người. Đó, như mọi người thấy là cái sân đó là thuộc quyền sở hữu của nhà chúng ta luôn. Còn đây là các tầng ở trên nè. Đó, nhà rất là cao nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô mình quay một vòng xung quanh phòng cho mình mọi người cùng coi. Đó. Phòng rất là rộng luôn. Diện tích của chúng ta diện tích đất tới 88m2 luôn mà. Bây giờ là mình sẽ quay cái phòng còn lại nha. Thì ở đây là cái khu vực phòng nhỏ nè mọi người. Đó.
Phòng này là nhỏ hơn các phòng khác tí xíu, nhưng mà nói chung nhỏ mà vẫn rất là lớn nha. Đó, tại vì trong phòng chứa nhiều đồ thôi, chứ ở đây là chúng ta vẫn có thể để được một cái giường, được thấy không? Vẫn để được một cái giường đó, và tủ quần áo này vẫn để được nha. Em một vòng xung quanh phòng. Ở đây chúng ta có thêm một cái cửa sổ ở đằng sau á, là để làm giếng trời nha. Đó, chúng ta có cửa sổ, ban công và cả nói chung là toàn bộ nhà lúc nào cũng lấy ánh sáng được hết. Rồi bây giờ là mình sẽ quay tiếp cái phòng còn lại cho mọi người cùng coi nha. Đây là khu vực phòng còn lại nè. Đó. Phòng này cũng rất là lớn luôn. Nói chung là phòng nào cũng có thể để được một cái giường, tủ quần áo, bàn học, mọi thứ vân vân và vân vân. Đó, ở đó là chúng ta có thêm một cái chỗ cửa sổ ra để chỗ ra làm giếng trời nha mọi người. Đây. Và đặc biệt á là phòng này á như mình thấy là có toilet riêng nha. Đây, phòng này là có toilet riêng nha mọi người. Rồi bây giờ Thắng sẽ đứng vô góc phòng, Thắng quay hết toàn bộ một vòng xung quanh phòng cho mọi người cùng coi nha. Đó, rất là lớn luôn. Rồi ra ngoài ngó để cho mọi người cùng xem cho rõ nha. Đó, ở đây là một phòng, kia là một phòng và một toilet. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên trên lầu 2 mình quay cho mọi người coi. Rồi bây giờ là mình đang đi lên tiếp khu vực lầu 2 nha mọi người. Như mọi người thấy á, là lầu 2 cũng phân ra làm 3 phòng. Nhưng mà hiện tại á, là các phòng đang cho thuê hết rồi. Đó, cho nên là mình không quay được, nó đang có người ở. Cho nên là mình sẽ đi lên tiếp khu vực sân thượng luôn nha mọi người. Đây là mình sẽ đi lên tiếp khu vực sân thượng nè. Và đây là khu vực sân thượng này mọi người. Đó. Ở trên đây là có thể làm như dạng một cái bếp á mọi người. Tại nhà đang kinh doanh vừa ở vừa cho thuê á. Đó, ở đây là cái bếp và để máy giặt. Đây, đây là khu vực. Ở đây là một phòng nữa nha mọi người. Nhưng mà hiện giờ là đang khóa rồi, mình vô không được nha. Đó, và ngoài đây là khu vực sân phơi nè mọi người. Đó, như mọi người thấy là khu vực sân phơi rất là lớn luôn. Và chủ nhà đó là có làm một cái hàng rào lại để chống trộm luôn. Cho nên là mọi người không cần phải lo nha. Đây. Đó, và view của chúng ta là rất là thoáng luôn nha mọi người. View chúng ta cực kỳ thoáng luôn nha. Và bây giờ là cái khu vực bên đây là chúng ta có thêm một cái phòng nhỏ nữa. Thì khu vực này là phòng thờ. Thì mình sẽ quay, xin phép là không quay trúng bàn thờ nha. Đây là khu vực giếng trời của chúng ta nè mọi người. Đó, khu vực giếng trời của chúng ta. Và mình sẽ quay cái phía dưới không trúng bàn thờ nha. Đây, đây là cái diện tích của phòng thờ. Còn đây là cái phòng mà hồi nãy mà mình lên sân thượng mà quay không được nè. Đó, đây là cái phòng của khách đang ở. Thì mình chỉ quay sơ bên ngoài thôi nha mọi người. Hiện tại thì Thắng đang đứng ngay mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết nào mọi người. Đó, đây là một trong những mặt tiền đường chính của quận 4 nha. Thì đối diện của chúng ta là sau này sẽ là một cái công viên bờ sông rất là lớn, giống như đường Bến Vân Đồn vậy đó mọi người. Còn đi thẳng ra ngoài đây là chúng ta sẽ tới được ngay cầu Kinh Tẻ, đường Tôn Đản, là cái con đường không ngủ mà phố ẩm thực của quận 4 đó. Thì hiện tại Thắng đang đứng ngay số 141 Tôn Thất Thuyết, đây là cái hẻm 141 nha. Thì bây giờ mình sẽ quay và hướng dẫn đường vào cho mọi người. Thì như mọi người thấy á, là nói chung là đường nâng cao lên, càng đi là nó càng cao lên so với mặt đường, cho nên là ở khu vực này mình không có sợ ngập. Và chúng ta cũng không sợ quận 4 ngập nữa, tại vì ngay đường Bến Vân Đồn á, là thành phố Hồ Chí Minh đã làm một cái hệ thống chống ngập cho toàn thành phố nằm ngay đó luôn rồi. Cho nên là quận 4 là không có sợ ngập với nhiều nhất gì đó. Và như mọi người thấy là khu vực trong đây á, là đa số là xây nhà cao tầng không, mọi người thấy không? Đó, nhà cao tầng không à. Thì chúng ta đi tới cái ngã ba đầu tiên á, chúng ta quẹo tay phải nha. Đó, về tay phải. Và chúng ta đi thêm khoảng chừng 10 tới 15 mét nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái nhà chúng ta hôm nay cần quay. Thì ở đây lúc trước là 3 lô đất phân ra đó, xong rồi xây lên 3 căn nhà. Thì đây là căn nhà chúng ta là 141-18C. Thì chúng ta có tới 2 lỗ đi nha. Đây không phải là cửa chính của chúng ta. Chúng ta có tới 2 lỗ đi lần đó. Đây là cái lỗ đi thứ nhất. Và cái lỗ đi thứ hai nằm bên đây nè mọi người. Đó, nhà chúng ta có bề ngang tới 5 mét mấy lần à, rất là lớn nha. Thì đây là lối đi thứ hai, mình sẽ mở cho mọi người cùng xem. À, và đây là căn nhà hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. À, thì vừa rồi á, là Thắng đã dẫn các bạn đi tham quan hết một vòng ngôi nhà rồi nha. Có hướng dẫn đường vào, đường trước nhà luôn. Thì nhà mình có một cái diện tích bề ngang là 5m4, bề dài là 7m, nở hậu ra là 8m4, diện tích đất á, là 88m2. Và nhà mình hướng chính là hướng đông nam. Đó, và cách mặt tiền Tôn Thất chỉ đâu đó là 30m, khoảng 30m thôi. Và nhà mình có kết cấu á, là 2 lầu và 1 sân thượng. Và hiện tại á, là chủ nhà đang kết hợp vừa ở vừa cho thuê. Nếu như ai mua về á, thì là có thể là cho thuê ngay lập tức luôn, tức là vẫn có thu nhập liền luôn. Và cái giá của mình đang kêu á, là cái giá 7 tỷ rưỡi. Và cái giá này vẫn còn thương lượng nha.
Thì một trong hai góc bên đây á, Thắng sẽ để cái hình sổ cho mọi cùng xem. Và trên đây Thắng có để cái số điện thoại của chị chủ nhà là chị Kim Ngân. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp với chị ấy nha. Rồi thì video sẽ kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay cho mình xin một like, một share và một subscribe. Mình có động lực mình sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye.